đi học ở đây rồi cũng có ra trường. Hiện bây giờ chú là kỹ sư về công chánh, tức là nghề chú là làm về freeway, Là làm kỹ sư đường 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 số, đường và đường đường, tức vâng. là chuyên về 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 hệ thống mà cao tốc thôi. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Los Angeles thuộc tiểu bang California của nước Mỹ, và kế bên Bùi Hồ đây là chú Kevin Trần. Chắc có lẽ là cô bác quý chị xem những cái đoạn clip mà Bùi Hồ đi thiện nguyện ngay tại Việt Nam á, thì thường nghe Bùi Hồ đọc một cái tên đó là chú Kevin Trần ở Mỹ. Thì ngày hôm nay khi mà biết thông tin Bùi Hồ đặt chân đến nước Mỹ thì chú đã sắp chiếc xe của mình và hướng dẫn Bùi Hồ đi tham quan vào nước Mỹ. Chú ơi, thì chú cháu mình quen nhau khoảng 4 năm chưa chú ha? 4 năm rồi. Dạ, từ lúc mà Bùi Hồ còn đi dạy học ở cô bác của anh chị. Và ngày hôm nay thì sáng chú chở xe Bùi Hồ đi vòng vòng ở sau lưng mình là cái cửa hàng gì hả chú? Nhà hàng gì hả chú? Đây là nhà hàng Denny's. Denny's là một cái thương hiệu mà đồ ăn của Mỹ. Thì hôm nay dẫn Bùi Hồ đi vô để trải nghiệm và review luôn đồ ăn chính thống của Mỹ nha. Hôm nay mình sẽ đi ăn sáng thôi. Ngày hôm nay thì một ngày dài, mình có thể hôm nay mình sẽ đi đâu? Bùi Hồ đi xuống dưới chỗ chú ha, đi vòng vòng chơi dưới đó. Sau đó mình sẽ đi ăn review các loại đồ của nhiều nước khác nhau ha. Để bây giờ hôm nay là mình start ăn sáng là mình ăn đồ Mỹ đi, rồi đến trưa đến tối là mình ăn đồ những đồ khác sau ha. Thông tin với vui với cô bác anh chị là khi mà xem được đoạn clip Bùi Hồ ở Sri Lanka thì chú nhắn tin vui là Bùi Hồ khi nào đi qua Mỹ, thì Bùi Hồ mới trả lời là dạ con đang ở Mỹ. Thì lúc đó bất ngờ dữ không chú hả? Lúc đó là rất là bất ngờ, thì tưởng đâu là lúc đó là hôm đó là Bùi Hồ mới post cái clip mà đi Sri Lanka đó, thì chú vẫn nghĩ là Bùi Hồ vẫn đang bên đó là đã mới tắt cho Bùi Hồ để mà chúc mừng Bùi Hồ này kia là đi bên đó. Thì không ngờ là còn nhắn Bùi Hồ là chừng nào qua Mỹ chơi đúng không, mà không ngờ Bùi Hồ lại gọi liền thì là rất là bất ngờ. Thì hôm nay thực là quen Bùi Hồ được 4 năm rồi, nhưng mà đến hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt á. Hôm nay là người thật nha, chứ không phải là trên 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 trên, trên video nữa. Thật ra thì Bùi Hồ cũng chân thành cảm ơn các cô chú là Việt kiều sống ở hải ngoại ở tất cả các nước khác nhau và ở Mỹ thì nói riêng, đã dành cái sự phải ưu ái cho Bùi Hồ, cũng như là dành cái thời gian quý báu của mình để mà đưa Bùi Hồ đi giống như là hướng dẫn vòng vòng ở cái nước mà các cô chú đang sinh sống. Mà thôi không nói nhiều nữa, một lần nữa cảm ơn chú, xin chúc chú cùng với gia đình luôn có sức khỏe dồi dào, và hành trình của chú Bùi Hồ cùng với lại chú Kevin Trần ngay tại Mỹ là một cái hành trình rất là dài, và không những là ngay tại thành phố Los Angeles này mà ngay cả đến một cái thành phố rất là xa ven biển giáp với Mexico, đó là San Diego ha chú ha. Và bây giờ thì mời cô bác quý vị vô trong, dạ không mời chú vô. Đây là một cái nhà hàng của Mỹ. Chú nói là cái nhà hàng này thì là mở 24 trên 24 luôn. Nó mở 24 trên 24 luôn. Đây, vô đây ha. Vô đây với bạn. Chú có chia sẻ với Bùi Hồ là ở đây là người ta sẽ mở hết luôn 24 trên 24. Mở 24 trên 24. Dạ. Thì mà mỗi lần mà chú đi làm ban đêm á, thì chú cũng 2 giờ sáng cũng có thể ra tới đây, mà nó mở cửa coi như 24 tiếng luôn. Thì mình tới đây mình ăn gì cũng có đó, tức là đồ ăn đa số là đồ ăn Mỹ. Ăn thì tới hồi coi cái menu á rồi mình sẽ thấy. Chú có thể tiết lộ cho cô bác anh chị kênh con biết là hiện nay chú ở Mỹ là bao nhiêu năm và đang làm nghề gì hả chú ha? Chú qua Mỹ là năm 89. Tức là ở đây được khoảng chừng hơn 35 năm rồi. 35 năm. Thì lúc mà chú qua Mỹ cũng còn trẻ lắm. Mới có khoảng chừng 16 tuổi thôi. Thì chú đi học ở đây rồi cũng có ra trường. Hiện bây giờ chú là kỹ sư về công chánh, tức là nghề chú là làm về freeway, Là làm kỹ sư đường 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 số đường và đường đường, tức là chuyên về 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 hệ thống mà cao tốc thôi.
Tại vì bên công chánh ở đây thì nó có nhiều ngành nghề lắm. Thế nó về high rise building, nó về nhà cửa, hoặc là nó về, nhưng mà bề của chú là về transportation, yeah. Tức là về đường xá. Nhưng mà đường xá là không có làm đường trong này, dạ. Mà làm về cao tốc thôi. Những cái tuyến đường mình nó láng phẳng mà đường to. Mình gọi là freeway. Freeway dạ. Nghĩa là nó không có đường ngang, không có đường cắt. Dạ. Tức là lên freeway là chạy thẳng một lèo thôi, chừng nào mình đi ra hoặc là mình đi vô. Chứ nó không có đường cắt ngang, thì nó gọi là freeway. Vậy tính ra là chú là kỹ sư ở Việt Nam gọi là kỹ sư cầu đường. Đúng rồi, kỹ sư cầu đường. Và dưới chú chắc có nhiều người làm việc cho chú. Thì cũng có một group. Thì ở đây thì chú làm cho một cái công ty, nó là một công ty nó lớn nhất ở California này. Yeah. Thì chú làm cho chính phủ. Chú làm cho chính phủ. Yeah. What would you like to drink? Water for now. Yeah. And you? Không muốn cà phê không? Cà phê Mỹ không? Cà phê. Give me coffee here. Just water. Thật ra Bùi Hồ quen là sáng uống cà phê để cho nó có một cái sáng nó bớt đi cái sự buồn ngủ. Ok, nhưng mà nói trước nha, cà phê Mỹ ở đây á thì đối với người Việt Nam mình á thì giống như là nước lã thôi à. Dạ. Tại vì cà phê Mỹ ở đây á, trong những nhà hàng Mỹ á thì cà phê của nó là nó pha theo cái dạng mà hàng loạt. Dạ. Thì Bùi Hồ nhìn về hướng kia không? Thấy không? Thấy cái máy cà phê nó không? Đó. Dạ. Máy ép cà phê. Nó phải máy ép cà phê, tức là nó pha cà phê theo dạng là từng bình thì là nó bút cà phê vô từng cả, nó pha ra là cả bình. Với lại cà phê của những cái tiệm này á thì nó loãng hơn. Dạ. Nó giống như là nước lọc vậy đó, nước lã. Đối với Việt Nam mình là nước lã đó. Nó là cà phê latte gì đúng không chú hả? Không, tiếp là hồi Nam này xong rồi. Dạ. Thế là nó pha, nó không phải như cà phê phin của mình mà nó đặc, nó độc đặc đâu. Dạ. Nó loãng lắm, rất loãng. Thì mình uống thì so với mình là nó giống như mình gọi dùng là giống như nước lã vậy thôi mà nó có màu thôi. Dạ. Đây là ly cà phê hả chú ha? Cà phê. Thì trên cà phê Mỹ này á thì mình sẽ bỏ cream vô. Cái này thường kem mà chú. Không, cream tức là cái sữa đó. Dạ, sữa. Nó là sữa. Cái loại này là sữa không đường. Dạ. Thì cái nếu mà vừa hồi bỏ cái loại này vô đó, half and half nè, là loại sữa mà sữa mình gọi là sao, sữa đặc á. Dạ. Thì cái loại này nó không có đường. Dạ. Thì bỏ cái này á thì bùa họ phải bỏ thêm đường vô, tức là cái gói đường này. Cái gói đường này á thì nó có nhiều loại khác nhau. Cái đường này là đường bình thường nè. Dạ. Cái đường này là sugar, là đường bình thường, là cho người bình thường uống. Còn những cái loại đường này á là ví dụ như đường này gọi là sweet and low. Hoặc là những cái đường này là cái đường mà cho những người bị tiểu đường, hoặc là những người bị giảm cân, hay là những người mà có đại khái như có những bệnh này bệnh kia. Dạ. Dạ, thì mình uống cái loại này thì nó là đường hóa học. Còn cái loại này thì là cái đường bình thường của mình uống. Dạ. Đường cắt trắng giống như của mình vậy đó. Dạ. Thì nếu mình uống cái loại này á, mình bỏ cái loại này vô thì mình phải cho đường vô thêm, tại cái này nó không có ngọt. Dạ. Còn cái loại này á là cái loại mà sữa nhưng mà nó có chất ngọt trong đó rồi. Dạ. Và nó có mùi nữa. Cái loại này là mùi giống như vanilla nè. Vanilla đó. Dạ. Thì cái này thì nó có mùi. Dạ. Và nó có ngọt trong này. À. Thì mình tùy theo mình bỏ vô thì bùa hồ uống loại nào thì gọi là đó thôi. Dạ. Cũng thử nhưng nè. Mà ở đây thì những cái này thì họ có tính phí thêm không? Không, không tính phí thêm. Tức là giờ mình order một ly cà phê ở đây. Thì cái này nó nằm trong cái include. Mà bây giờ Bùi Hồ muốn uống 10 ly cũng được nữa. Tức là Bùi Hồ uống hết rồi muốn uống thì nó cho Bùi Hồ uống tiếp, uống chừng nào mà no thôi cũng được nữa. Nó không có tính, nó tính một giá một mà Bùi Hồ bao no luôn. Yeah. Một ly cà phê này chú có thể cho cô bác anh chị biết là giá bao nhiêu tiền ha? Một ly cà phê này á thì là để coi. Đó, vậy mới hiểu nha cô bác anh chị. Không phải là kêu một ly uống một ly thôi. Một ly cà phê này á, đây nè, xích 4 đồng. Là 3 đồng 79 cent một ly là 4 đồng. Dạ. Nè, 3 đồng một ly là 4 đồng. Thật ra là Bùi Hồ có chia sẻ cô bác anh chị gõ vậy nè. Ở đây là khoảng 4 đồng. Thì sorry đây. Đây nè, fresh brew or iced tea. Đúng rồi, đây là signature dinner. Dạ. Nè, coffee. Dạ. Bùi Hồ nói khoảng 4 đồng vì sở dĩ Bùi Hồ là nói ra tiếng Việt á
để là cho cô bác của anh chị là ở Việt Nam á dễ hình dung rằng là một ly cà phê là với giá tiền Việt là bao nhiêu, chứ không phải là so sánh giữa thu nhập ở Mỹ ở Việt Nam mà phải uống ly cà phê ở Mỹ là như vậy. Thành nữa là cô bác anh chị có không hiểu ý Bùi Hồ là có nhiều cô bác anh chị không hiểu là một đô là bao nhiêu tiền Việt Nam. Thì Bùi Hồ có chia sẻ là một ly cà phê ở đây là khoảng 100.000 tiền Việt Nam, nhưng mà ở tại nước Mỹ nha. Và có nhiều cô bác anh chị nói là một ly cà phê này thì là khoảng nửa giờ hay là khoảng vài chục phút là có rồi. Thì cái đó là cái thu nhập của người Mỹ, ở công dân của Mỹ cũng như là người Việt sống tại Mỹ uống cà phê tại Mỹ. Ở đây á, bây giờ đó là ở California đó, thì là bây giờ là cái minimum wage á, tức là một cái người mà làm việc trung bình á, tức là lương thấp nhất á, của một người á, là $20 cho một giờ. $20 cho một giờ, thì bây giờ họ làm một giờ họ có thể uống 5 ly cà phê này. Đây là có $4 thôi đúng không? Thì họ có thể uống được 5 ly này là là $20, 20 đồng cho một giờ. Cái đó là bình quân lương thấp nhất ngay tại lương thấp nhất ngay tại cái quận ngay ở Cali thôi. Cali ha. Nếu mà mình đi qua địa bang khác thì nó lại cái mức nó thấp hơn. Nên thành nữ là khi mà con chia sẻ đoạn clip lên là có nhiều cô bác anh chị nói là một giờ là đã được ăn được một tô phở, hơn một tô phở. Đây thấy không cô bác anh chị, bây giờ chăm cà phê thêm á, uống nào no thôi. I told him that one coffee he can drink 10 cups no problem. He can get one at a time. Unlimited. From where? Vietnam. You can drink any. Like 1,000 cup. Có nghĩa là chị nói là uống khi nào no thôi. Uống no thôi, đã bao no luôn. Mới vừa giật giật xuống bao nhiêu đây nè, chăm thêm nhiêu đây nữa, no luôn. Hay ghê á. Ai mà đối lượng khát nước mà vô đây uống đi này no luôn. Hầu hết tất cả các nhà hàng Mỹ nó đều như vậy hết. Chứ không phải là chỉ có tiệm này không. Ngoài trừ mình ra tiệm tiệm cà phê mà ở ngoài như Starbucks Coffee hay là Beats hay là những cái tiệm cà phê ở ngoài á, cà phê. Thì nó bán theo ly thôi. Còn mình vô trong nhà hàng Mỹ á, nó không phải là này. Nếu mà mình uống nước ngọt cũng vậy nữa, mình order một ly nước ngọt chứ không phải là nó là một ly đâu. Mình uống hết ly, mình kêu nó tới, nó đổ thêm cho mình đầy, tức là nó bao cho mình uống unlimited luôn. Vậy thì ở đây kiểu giống như là order một ly cà phê đó là một phần nước lọc, giống như ở đây nằm ở Việt Nam của mình á, mình kêu một ly trà đá thì người miền Tây mình thường chăm uống hoài luôn. Thì ở đây thì ly cà phê này nó vẫn giống vậy, nó vẫn giống như nước lọc vậy thôi. Nước lọc trong tất cả nhà hàng Mỹ nước lọc là miễn phí. Nó không được tính tiền theo luật của Mỹ nha. Là nước lọc á, là mình không nói là nước trà, nếu iced tea là khác, iced tea phải trả tiền. Còn nước water á, là miễn phí. Đó là luật của Mỹ luôn á. Luật của Mỹ ra nhà hàng nào á mà chạc người ta tiền nước lạ nước á là bị phạt á. Tức là nước lọc water á, dư cho nhâm nhà hàng là phải miễn phí. Vì sao có quy định như vậy hay chứ? Cái không? Bây giờ đó nó, hồi xưa á, người ta ra những nhà hàng người ta nói ok, nước lọc thì 50 sen, 50 sen hay 1 đồng thì nó ít quá, nhỏ quá. Nhưng mà sau luật Mỹ á, nó ra quy định đó là khi mình vô trong nhà hàng thì nhà hàng nó, mình đã ăn đồ của nó rồi, mình trả tiền đồ ăn rồi thì nó phải provide cho mình cái nước uống. Nước uống để mãi, nếu thì như nước uống mà căn bản nhất là nước lọc. Nước lọc là phải là miễn phí. Nó không được, mình không được tính, nó không được tính tiền. Nhà hàng nào tính tiền mình kiện nó đó là nó chết. Nhưng mà nhà hàng Việt Nam thì lại khác. Nhà hàng Nam nhiều khi người ta chưa có biết cái quy định này. Thành ra là họ nói ồ, nhưng mà nước lọc này, nước chai là khác nha. Thí dụ như là có nhiều nhà hàng á, nó chạc tiền mình là nước nước thì nó có thể nói là ồ, tôi bán cho chị anh nước chai là nước đóng chai. Thì nước đóng chai thì mình phải trả tiền. Nhưng còn nước này nó gọi, mình gọi nôm na là nước tap water. Tap water là nước từ từ vòi ra, không phải là đóng chai. Nhưng mà nước vòi của những tiệm á, là nó cũng đã được lọc rồi. Nó đã xử lý, nó lọc rồi. Nó lọc qua rồi thì là nước mình gọi là drinking water. Là nước có thể uống được. Có chia sẻ với cô bác anh chị nào ở Việt Nam mình, ở cái khu vực miền Tây của Bùi Hồ đang sinh sống nha,
cái này là đi trước nghỉ, nói hấu hỉnh, thường là ăn một cái tô bún riêu hay là một dĩa cơm, một phần cơm phần thì cái phần nước này có một cái xô trà đá, đúng rồi, trà đá, xô đúng trà rồi. Đá có đồng rồi ai uống thì cũng miễn phí hết. Dạ thì miền Tây mình bây giờ đi trước nghỉ luôn nè. Nói thì nói vui thôi, nhưng mà thật ra đây là một cái kinh nghiệm mà chú Kevin Trần chia sẻ, thì Bùi Hồ và cô bác anh chị mới được biết. Vì vô những cái nhà hàng Việt Nam ngay tại Mỹ á, thì một ly trà đá thì vẫn tính tiền bình thường nha. Dạ đúng. Và hiện nay thì mình gọi là một cái chai nước suối ở những cái nhà hàng ở Việt Nam thì vẫn tính tiền. À, không, ở đây mình chai nước suối mình vẫn dạ, nhưng mà mình cái phần nước này là người nhưng ta mà sẽ nước là mình sẽ miễn phí. Đúng dạ. Rồi. Giống như ở Việt Nam mà cô bác với chị vô gọi tô bún riêu hay tô bánh canh như có anh thùng trà đá to đùng mà có cái ly uống riêng á, là kiểu giống vậy. Mình trà đá uống chung thì miễn phí, mà còn nếu như mà một nước lọc uống chung thì miễn phí, còn mình chai nước suối riêng thì nó tính tiền. Đúng rồi. Dạ. Lại nó cũng vậy. Dạ. Tức là tap water thì dạ. Là mình nó không tính tiền. Dạ. Còn cà phê thì là bao no này. Bao no luôn. Đúng rồi. Cái này đây là chia sẻ của người đi du lịch từ Đức ngay tại Mỹ. Ô chú con phải một phần hả? Dạ. Không, để đây nè. Cái này á, một phần này á là nó là như vậy nè. Nó như vậy là một phần. Dạ. À, cái này á. Ở Mỹ này á, mình có gọi là mình là share plate. Yeah. Tức là một người ăn hết phần này ăn không nổi đâu. Yeah. Ăn cái phần này á, nếu mà Bùi Hồ ăn hết cái phần này á, là Bùi Hồ no đến tối luôn. Yeah. Thành ra thường thường ở người Mỹ á, thì người ta có thể đi share. Yeah. Tức là mình cái này á, là mình ăn ké đó, đại khái. Yeah. Mình ăn ké đó. Yeah. Nếu như hai chú cháu mình gọi đời hai phần này á, yeah, mình sẽ ăn không nổi. Uh-huh. Thành ra là người Mỹ á, nó có cái thói quen là nó sẽ không có waste food. Uh-huh. Tức là nó không có muốn làm sao lãng phí. Yeah. Thành ra là mình có thể order một cái phần lớn rồi sau đó mình chia ra để mình ăn chung với nhau. Yeah. Hiểu không? Nhưng mà gặp ở Việt Nam của con thì hai người vô quán mà kêu một phần, ở Việt Nam là hai người vô quán kêu một phần là bị la. Tức là tại vì người ta ấy còn ở Mỹ nó không thành vấn đề. Yeah. Mình có thể order một phần rồi mình share cũng được, thì nó cho mình cái đĩa riêng. Yeah. Để bây giờ thí dụ là cái phần này là của Bùi Hồ đó. Dạ. Nhưng mà chú sẽ chia chia của Bùi Hồ một phần. Dạ. Ăn đó. Đó thì bây giờ thật sự ra là chú không ăn sáng. Dạ. Là nguyên cái phần này là Bùi Hồ ăn nè, chú chỉ ăn chút xíu cái phần pancake này thôi. À, chú cháu mình share ra phần nữa thì con ăn cũng không thì, có hết đó, thì. Dạ. Bây giờ đó thì ngày hôm nay á, mình sẽ trải nghiệm á. Dạ. Là mình sẽ đi ăn nhiều món khác nhau, mà nếu như mà mình ăn nhiều quá đó thì là chút là kế tiếp buổi trưa là mình sẽ no, mình ăn được, thành ra mình sẽ ăn ít nhưng. Dạ. Mà mình ăn được nhiều chỗ ha. Dạ. Thật ra là để mượn cái ẩm thực, trải nghiệm cái ẩm thực để nói về cái văn hóa của mỗi quốc gia khác nhau, vì đây là những cái phần văn hóa. Cô bác anh chị biết là đi một ngày đàn thì sẽ học một sàn khôn, mà không nghe chú Kevin Trần thôi chia sẻ mà hai chú cháu mà ví dụ như Bùi Hồ mà đi với lại một người nào mà không biết đi, không biết không hiểu về văn hóa của nước Mỹ thì ôm nguyên đây ăn chắc căng cái bụng tới chiều luôn. Dạ. Mình order một cái phần lớn. Dạ. Cái phần này nó thì hồi nãy nó nói chú là phần này là 16 đồng mấy. Dạ. Nhưng mà nếu mình tính là 16 đồng mấy mà hai người ăn thì mỗi người có 8 đô thôi. Dạ. Đâu thì nó vẫn lợi hơn. Dạ. Là mình order hai người ăn. Dạ. Đúng không? Dạ. Nhưng mà cái vấn đề chính này là ở Mỹ nó không có muốn mình lãng phí đồ ăn. Thành ra là mình cũng ăn vừa đủ cho mình thôi, mình không cần phải là quá sức là mình ăn mà không mà nhiều quá. Dạ, bây giờ hai chú cháu mình chia. Okay. Ra ha. Ừ, bây. Dạ. Giờ Bùi Hồ cái ấy thì chú sẽ ăn bao nhiêu chú đem qua đây, rồi. Dạ. Phần bao nhiêu là mình Bùi Hồ ăn bao nhiêu. Mình xin thêm một cái dĩa nữa được không? À không không, Bùi Hồ ăn vô đây là chú chỉ ăn một cái phần ấy thôi. Cái này là khoai tây. Cái này là nó gọi là hash brown. Dạ. Hash brown là khoai tây, nó cắt ra thành từng sợi. Dạ. Xong nó đóng thành một cái này rồi nó rồi nó bỏ lên chảo nó chiên. Dạ. À, thì cái này là gọi là hash brown. Còn đây là từ cái này rồi, cái này á là ham, cái này là ham. Ham nó ham á, ham h a m á. Dạ. Thì cái này mình cũng cưa đôi đi. Dạ. À, để cho Bùi Hồ ăn. Con ít ăn lắm, chú phụ con với. Đó không, chỗ này nè, đó chỗ phần này nè rồi. Dạ. Là chú lấy một cái cục này. Dạ. Rồi cái này á là bacon. Dạ. Bacon á là con heo á. Yeah, là cái heo. Phần mà cái phần bụng á mình gọi là thịt ba chỉ á. Yeah. Là cái phần này. Yeah. Là cái ba chỉ đó, là cái phần này. Còn cái này á nó gọi là over easy egg, tức là trứng ốp la. Yeah. Trứng ốp la đó thì nó cũng là để chú cũng lấy một cái này. Yeah. Là hai trứng thì ăn mình chơi rồi. Yeah. Mình ăn cái phần này, rồi cái phần này á là pancakes. Pancakes là một loại bột. Yeah. Nó cấy lên xong rồi á nó
giờ mình cũng chơi cưa đôi đi. Mà sao Bùi Hồ thấy giống bánh gán ghê á. À, nó là bột. Dạ. Hay là con ít thôi chú nhiều ấy. Không doesn't matter, mình dạ. cũng ăn đâu hết đâu. Dạ. Mình không ăn hết đâu. Mình dạ. cũng phải bỏ cái này về. Là dạ. cái loại này á mình sẽ bỏ bơ lên trên nè, mình chét bơ lên trên. Dạ. Đó, mình bỏ bơ mình chét lên trên. Đó. Là tí ăn cái phần này trước, cái chỉ cho Bùi Hồ ăn cách ăn pancake làm sao. Dạ. Mình chét lên trên để trước. Là còn cái phần bên này là phần toast. Yeah. Toast tức là bánh mì lát. Bánh mì nướng. Là bánh mì lát, nó yeah. bỏ bơ trong nó nướng lên. Thì yeah. cái phần này mình sẽ ăn với lại trứng. Đó, đè, đó rồi một phần là của bò đó. Chú đó. có một dĩa thôi, vừa hồi tới ba dĩa. Thì cái pancake này á, yeah. thì thường thường là nó ăn với lại cái jam. Cái yeah. này là strawberry jam nè. Còn cái này là grapes nè, là nho yeah. nè. Yeah. Còn cái này là dâu. Yeah. Thì chút mình ăn mình sẽ chét cái này lên trên cái pancake này. Yeah. Là mình ăn nó giống như mình gọi là giống ăn tráng miệng vậy đó. À, nhưng mà nó không phải tráng miệng. Đó, đâu bây giờ. Thôi, ăn đi. Xong rồi chú ha. Ok, mời mọi người. Dạ, à, nhờ chú mà chia sẻ mà Bùi Hồ biết được nhiều hơn. Cũng như là chia sẻ đi lưu nước đi mà cho cô bác của anh chị á. Sẽ biết được một cái quốc gia mà rất là quen thuộc nhưng mà rất xa với Việt Nam, đó là nước Mỹ. Cái hash brown này á thì người Mỹ nó ăn nó cho cái ketchup này lên. Yeah. Thì là một mình có thể rưới lên luôn hoặc yeah. là mình để on the side cũng được. Yeah. Thì bây giờ chơi lên luôn cho Bùi Hồ ăn. À, cái này là tương ớt ha. À, không phải tương ớt. Không phải hơi cái này hơi. Cái này là sao? Cái ketchup mà mình ăn với lại khoai tây chiên yeah, yeah. nó gọi là sao? Nó gọi là cà chua. Cà chua. Sốt cà chua. À, sốt cà chua đúng rồi. Yeah. Tomato ketchup. Dạ, cà chua, sốt cà chua. Nha, mời cô bác anh chị, con mời chú. Rồi, dạ. Cái này gọi là khoai tây, giống như khoai tây ăn với cà chua. Ăn cái này á. Dạ. Cũng là miệng á. Còn cái này á, thì mình có thể rắc thêm tiêu lên trên. Dạ. Đó, làm cho cái này là trứng á. Và nếu mà chưa đủ mặn thì mình rắc thêm miếng muối nữa. Cái này là chú nói là cái gì? Cái đó là sausage. Sausage sẽ làm xúc xích đó. À, Việt Nam thì gọi là xúc xích đó. Xúc xích. Này là thịt. Giống như thịt heo rồi người ta xay ra gọi là xúc xích ở Việt Nam mình đó. Đúng rồi. Đây là sausage. Cái bill ngày hôm nay nè. Rất là rẻ, có 22 đồng 42 cent dạ. thôi. Thì thường thường ở Mỹ á, là tất cả hàng Mỹ á, là mình phải cho nó tiền tip á, từ dạ. 15% cho đến 15, 18, 20, 22 dạ. à, thì trung bình á, là 15% dạ. Thì đa số những nhà hàng Mỹ á, là nó có để cái tip ở dưới này để cho mình biết đúng không? Dạ. Thì nhưng mà minimum là 15% dạ. à, còn mình có thể cho hơn tùy mình. Đó. Thì thường thường á là 15% á, đối với những nhà hàng mình ăn băng sáng băng trưa á, thì nó là 15%, nhưng mà nếu mình ăn băng tối á thì mình phải đưa cho nó khoảng chừng 18 hay là 20%. Giống như là ngoài giờ à, không phải ngoài giờ là cũng nó cứ xét vậy thôi, tức là ăn tối thường thường là 18 hay là 20% tiền tip. Yeah. Cái tiền tip này á là cái tiền cho cái người service mình, yeah, cho người phục vụ, yeah, cho người phục vụ của mình. Yeah. Thì cái tiền tip này á, có nhiều nhà hàng thì nó cho thẳng cái người phục vụ, yeah. có nhiều nhà hàng á là cái tiền tip này nó đổi vô chung, yeah. rồi cuối ngày á nó được tiền tip ngày hôm nay được bao nhiêu á, thì là cái người phục vụ được bao nhiêu phần trăm, cái người nấu nướng được bao nhiêu phần trăm, cái yeah. người clean nhà được bao nhiêu phần trăm, tức là nó chia thành là theo cái, yeah. cái phần trăm của những người mà trong cái hàng đó. Yeah. Có lại á, là nó cái người phục vụ ăn luôn. Nếu cái người phục vụ ăn luôn á thì là những người mà trong bếp, những người trong này họ đã được trả cái lương cố định rồi. Yeah. Thì họ muốn ăn cái này được. Còn có nhiều nhà hàng á thì người chủ á, người ta mướn cái người mà server đó là cái người dọn bưng đồ cho mình á. Yeah. Với cái mức lương rất thấp. Yeah. Nhưng mà họ lại cho cái người đó ăn cái tiền tip này. Yeah. Đó. Thành ra ở Mỹ này cái tiền tip này á là cái tiền mà phụ trội cho cái người mà dọn đồ cho mình. Đó. Thì mình phải nên nhớ trong đầu là cái tiền tip này là giống như là mình trả cho cái phục vụ tốt hay là xấu cho cái người đó. Yeah. Mà cũng là một phần lương của họ nữa. Yeah. Đó. Thành ra cái phần này chứ như vậy là 22 đô 42 cent, thì mình cứ cho chúng là 23 đi. Yeah. Nếu như mà mình tính ra là
15% của 23 đô á, là 10% là 1 đô 3 đồng. Và chừng 3 10% là 2 đô mấy rồi đúng không? Rồi 15% là thêm đô mấy nữa, khoảng chừng 4 khoảng chừng 3-4 đô vậy đó. Nhưng mà nhiều khi chú không có tính vậy. Chú cứ tính á, chú cứ lấy cái này thường thường là chú cho khoảng chừng 20% cho nó dễ. Tại vì nó số tiền nó cũng rất là ít. Ví dụ như cái này á, là chú cho tiếp khoảng chừng độ 5 đô. 5 đô thì khoảng chừng 20 mấy%. Đó, thì vậy vậy. Đây cô bác anh chị thấy không? Đây là cái món ăn của mình gọi là tổng cộng cái số tiền là 20 đô 38 sen. Ở cái tab này là thuế á, tiền thuế là 2 đô nè, thuế là 10% á. Rồi sau đó là mình sẽ cộng thêm cái tiền tiếp, mình ghi thêm bao nhiêu thì sau này ở dưới này nó sẽ tổng cái hóa đơn. Đúng. Ở đây là phần ăn sáng của hai chú cháu. Này chưa bao gồm tiền tiếp nha cô bác, chỉ có tiền thuế thôi. Rồi mọi người á, mình đi ra ngoài đường á, đa số á, người ta không mang tiền mặt đi. Người ta chỉ mang thẻ thôi. Thẻ rất là nhiều. Thì thẻ đó, thì sở dĩ ở người Mỹ này người ta dùng thẻ đó, tại vì thẻ đó thứ nhất là mình không có phải trả trước. Thẻ là credit card. Credit card tức là hôm nay mình ăn tháng sau mình cũng phải trả tiền. Tức là cái hãng credit card này á, nó sẽ trả trước cho cái nhà hàng này. Rồi nó sẽ bill cho mình 30 ngày sau nó mới bill cái bill này cho mình. Rồi mình mới phải trả tiền cho nó. Rồi ngoài ra đó là khi mình trả bằng cái thẻ này á, thì mình được earn point, tức là mình được earn tiền cashback trên thẻ này nữa. Có thẻ nó cho mình là 1%, có thẻ nó cho mình 2%, có thẻ nó cho mình 3%, tùy theo thẻ. 20%, 22%. Bây giờ mình ăn sáng thì mình cho 18%. Sau khi mình scan cái thẻ rồi scan cái thẻ rồi nó hiện lên là mình muốn cho tiếp bao nhiêu. It doesn't work. It doesn't work. I cannot touch it. So try to Yeah, it doesn't work.